Thưa quý vị và các bạn, phương thức lừa đảo bằng thủ đoạn giả danh nhân viên tổng đài hoặc cơ quan công an gọi điện thoại tới các thuê bao cố định, thông báo nợ cước điện thoại, sau đó chiếm đoạt tiền của một số người dân đã xuất hiện tại nhiều tỉnh thành. Chỉ từ cuối tháng 5 đến đầu tháng 6 năm 2014, Công an Hà Nội đã xác định được 16 người bị lừa đảo, trong đó có 9 người bị chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng. Cách đây vài hôm, bạn Thu Hương ở Hà Nội nhận được cuộc gọi từ một đối tượng lạ gọi điện thông báo nợ cước điện thoại. Đối tượng tự xưng là người của tập đoàn VNPT, thông báo trong 2 giờ đồng hồ tới, nếu không thanh toán thì số điện thoại của bạn Hương sẽ bị cắt. Tôi đã bấm số 0 và làm theo hướng dẫn thì được một nhân viên tự xưng là nhân viên VNPT của Hà Nội và thông báo là tôi đang nợ một số tiền cước lên đến 8 triệu đồng. Tôi cảm thấy rất bất ngờ bởi vì hàng tháng này tôi vẫn đóng tiền đầy đủ. Thêm nữa là bạn ấy còn thông tin đó là tôi phải chuyển cái số tiền nợ đó vào một cái tài khoản cá nhân. Điều đó tôi rất là nghi ngờ. Và tôi cũng có thông tin trên báo chí, có một số thông tin về những vụ lừa đảo như thế này. Vì thế là tôi đã không làm theo hướng dẫn. Theo báo cáo của phòng PC50 Công an Hà Nội, thời gian gần đây tại Hà Nội và một số tỉnh thành xuất hiện những ổ nhóm người Việt Nam câu kết với một số đối tượng người Trung Quốc, Đài Loan, Malaysia gọi điện thoại giả danh làm công an đang điều tra hoặc giả danh nhân viên thu cước của VNPT, thông báo nợ cước điện thoại, sau đó lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều người dân. Chúng tôi chỉ muốn khuyến cáo dân rằng mỗi người cần phải nâng cao cái sự cảnh giác và tuyệt đối không được tin bất kể số điện thoại lạ nào gọi đến cho mình, đặc biệt nhất là các số điện thoại nói đến cái việc liên quan đến việc tiền và tài khoản hoặc là mang danh cơ quan công an, viện kiểm sát và tòa án cũng như ngân hàng. Qua đây, đại diện VNPT cũng khuyến cáo người dân khi có những cuộc gọi nghi ngờ thì mọi người cần bình tĩnh, không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản, đặc biệt là không nghe theo lời dẫn dụ, bấm vào các số bất kỳ nào để tránh bị ảnh hưởng. Đồng thời báo cáo cho VNPT tỉnh, thành phố để được hướng dẫn.